Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 226 của bộ truyện Dạ Thiên Thì tập này được mang tên là Nhất Mạch Độc Nhân Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người Ở tập trước thì tất cả mọi người đã đi đến tầng thứ 36 tầng cuối cùng của cái tổ mạch um, vũ hóa thần triều này rồi thì lúc này đã xảy ra đại chiến thì đại chiến hỗn loạn thì diệp phạm lúc này cũng ở uh, tranh thủ cơ hội để um, giành lấy những cái um, tiên kinh nhưng mà bị hoa vân phi và lý tiểu mạng chặn đường thì lúc này diệp phạm mới từ từ nâng tay lên dùng cái chiêu bảo sơn ứng là cái thức mở đầu để đánh tới Ngươi không muốn hỏi một câu sao? rốt cuộc Lý Tiểu Mạng lên tiếng vẫn rất trấn định tự nhiên lẳng lặng nhìn vào mắt của Diệp Phàm Cô cần hỏi cái gì sau? Từ khi ngươi ra tay với mấy người bạn bác, ngay cả cô bé cũng hãm hại, đưa nàng vào chỗ chết thì kết cục hôm nay đã định rồi. Ngươi dù có muôn dạng lý do cũng không thể tẩy sạch máu trên tay của ngươi đâu. Lời nói của Diệp Phàm mạnh mẽ, dù đối mặt với bán thánh phía trước cũng không hề sợ hãi, bước từng bước một về phía trước. Lý Tiểu Mạng ngươi cũng thật độc ác mà Chúng ta là người cùng tới từ một nơi Ngươi sao lại có thể ra tay như vậy được chứ Bạn bác căm giận lớn tiếng hỏi Lý Tiểu Mạng nở nụ cười Đôi mắt trong suốt khiến người ta nhìn không thấu Nói một câu khiến cho người ta không hiểu Ta đã thấy đạo quyết đấu số mệnh Kết thúc đi Kết thúc số mệnh hả <laughs> Dì Phạm cười to Nhưng lại tràn ngập sát khí Giá lạnh tới tận xương Nói tiếp Ta ghét nhất chính là cái từ số mệnh này Kiếp này của ta là vô địch đương thời Đánh nát tất cả mọi thứ ngăn cản Tự nắm tất cả Số mệnh hả? Chưa chắc đâu Tất cả mọi thứ đều phải do mình nắm lấy thôi Ngươi thật không thay đổi mà Vẫn luôn tự phụ như vậy Lý Tiểu Mạng cười tươi sáng Đôi mắt lại có một tia buồn bã Tới bước này rồi Nếu muốn hỏi thì chỉ hỏi một câu thôi Ngươi dẫn chân chính là Lý Tiểu Mạng hay sao Đôi mắt dịp hàm bắn ra hai luồng sáng sắc bén trở thành một chùm sáng như thực chất vô cùng chói mắt kinh người. Ngươi đoán thử xem." Lý Tiểu Mạn nở nụ cười, tất cả vẻ khác thường đều biến mất, khôi phục lại vẻ bình tĩnh và trấn định. "Lý Tiểu Mạn, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói thẳng với chúng ta đi." Bạn bác nói. "Không cần phải nhiều lời nữa, nàng đã sớm thay đổi rồi." Giọng nói của Diệp Hàm mang theo chút thương cảm, lại càng mang theo vẻ lạnh lùng, đôi mắt như băng giá tất cả ký ức đều khiến cho người ta thở dài. Vốn là một đôi tình nhân, ngày nay lại quyết chiến sinh tử. Mặc dù không có tận quan hệ này, nhưng tới từ một nơi mà quyết đấu như vậy cũng là một loại bi ai. Một câu gạt bỏ tất cả, người cho ta trở thành tử địch cần giết, khiến lòng ta rất giá lạnh. Lý Tiểu Mạng nói, Còn giả giờ sau, lần này ngươi tiến tới cũng không phải là muốn kết thúc với ta sao? Quyết đấu sinh tử, còn làm bộ làm tịch cái gì nữa? Bảo sơn ứng của Diệp phàm đã thành hình. Đây là quyết đấu số mệnh, chắc chắn hôm nay phải hạ màng, phải có kết quả. Lời nói của Lý Tiểu Mạng cũng lạnh như băng. Vậy thì đánh đi! Diệp phàm âm một tiếng, phát ra bảo sơn ứng. Bao phủ cả Lý Tiểu Mạng và Hoa Vân Phi vào. Ngọn núi màu đen này tràn ngập cả tổ miếu, giống như là một thế giới mới mở ra, áp bức mỗi một tức không gian. <laughs> Lý Tiểu Mạng quá khẽ một tiếng, Quanh thân thể có 365 cơn lốc xoáy đồng thời chuyển động, truyền ra âm thanh hiến tế giống như mỗi một thần linh đều sắp sống lại, quân lâm đại địa. Từng luồng kim quang bụng lên chém về ngọn núi màu đen, thoạt nhìn mà giá lạnh khiếp người, tràn ngập sát khí, trong nháy mắt đã quyết sinh tử, không hề lưu tình nửa điểm. Hoa Vân Phi tất nhiên cũng không phải là buồn nhìn, thế hệ đương thời gần như không ai địch nổi gã. Nhiều năm như vậy gã xuất nhập cổ mộ, tìm kiếm nghĩa trang, không chỉ lấy các loại vương thể mà còn từng tiến vào một đại mộ Chiếm được căn nguyên di thể của thánh nhân Thùng thiên ma công vang dội cổ kim Năm đó độc nhân là phàm thể một giới Lại dùng cái công pháp này trở thành vô địch thiên hạ Kỳ tại ngút trời, anh hùng cái thế cũng không phải đối thủ Đều bị chết dưới tay của nàng Có thể nói độc nhân dù trời sinh không thích hợp tu luyện Nhưng lại có trí tuệ trác tuyệt cổ kim thân thể là phàm thai lại khai sáng ra loại thiên công đáng sợ nhất đây mới là chỗ khiến cho người ta sợ hãi nhất. Huống chi Hoa Vân Phi là kỳ tài như vậy, tu luyện từ nhỏ, tới ngày này dù không có công pháp này thì gã cũng có thể chém cả chư hùng. Một cái bảo bình màu đen hình thành, hóa thành thực thể trên đầu của gã. Ô quang lóe lên, tỏa ra từng sợi thần liên màu đen, ông một tiếng chấn động cả hư không. Đại đạo bảo bình tỏa ra vạn luồng sáng, rất giống thung thiên ma quán, như một ma tinh màu đen xoẹt qua vầm trời, đâm về phía của Diệp Phàm. Áp lực của nó khiến cả tổ miếu như sắp vỡ tung. Nếu không có trận văn của thánh hiền cổ bảo vệ thì nó cũng không còn tồn tại được nữa. Ngọn núi màu đen va chạm với bảo bình đại đạo phát ra ánh sáng chói mắt, tỏa ra từng vòng sóng gợn dao động, kinh động tất cả mọi người trong tổ miếu này. tề la bước từng bước tới, giao chiến với tên bán thánh kia. Đại chiến giữa bọn họ hết sức căng thẳng. Hát hoàng thì nhe răng cũng chuẩn bị ra tay cơ tử nguyệt cản nói lại tự mình quyết chiến chống lại lý tiểu mạng thân thể uyển chuyển của nàng tràn ra từng luồng tiên quan chống lại 365 cơn lốc xoáy kia Tử nguyệt không cần mũi ra tay đâu chỉ cần mình ta đối phó là được rồi cho dù hai người bọn họ có tiến lên cũng vậy mà thôi sát khí của diệp hàm hóa thành một luồng thần diễm cháy bừng bừng trên mi tâm đây có thể là một trận chiến cuối cùng trước khi huynh rời đi rồi ta muốn kề vai chiến đấu với huynh ta sẽ không lui lại phía sau một bước nào đâu, để ta đối phó với nàng cho. Trong mắt cơ tử Nguyệt ẩn hiện hơi nước, cuộc cường nói. Dịp hàm không khuyên can nữa, trong lòng thầm than khẽ. Ánh mắt lập tức hừng hực lên, nhìn thẳng vào hoa vân phi, toàn lực ra tay đối với gã. Quyền lực chứng thế có khí khái duy ngã độc tung. Đúng là hợp với ý ta, lần này ta vốn muốn chiến đấu công bằng với ngươi một trận, lần này ta có thể thoải mái ra tay rồi. Hoa Vân Phi quá khẽ, Di Phạm trống to một tiếng, chân ngôn của Phật giáo truyền ra kinh thiên động địa. Lần này, hắn dùng toàn lực trống lên, uy lực cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần. Bởi vì hắn hơi lo lắng cho cơ tử nguyệt, một đòn này không chỉ bao phủ hoa Vương phi, mà còn có một tia sáng nhằm về lý tiểu mạng nữa, tỏa ra hoa văn vô tận. Chân ngôn này đã được dịp hàm diễn biến tới một cảnh giới hết sức kỳ diệu. Bên trong ánh sáng có cổ âm vang lên, giống như ba ngàn đại thần cùng xướng vang lại giống như ba ngàn cổ ma cùng gặm thét. Trong hào quang vô tận vô cùng có một thân ảnh hiện ra, đó là một Phật đã thượng cổ, lại giống như đại ma viễn cổ, lúc thì bảo tướng trang nghiêm, khi lại có ma uy ngập trời. Ba ngàn thân ảnh cùng giơ tay trấn áp hai người phía dưới. Ba ngàn thân ảnh kia rất rõ ràng, mọi người nhìn thấy đều bị kinh sợ bởi kỳ cảnh do Diệp Hàm tạo nên. Cho tới bây giờ đều là Phật độ người khác, lúc này lại bị Diệp Hàm độ lại, cùng cửu bí của đạo giáo diễn hóa ra cho mình sử dụng. Tiếng trống chữ ấm vang cả thiên địa, ba ngàn thân ảnh của Diệp Phàm giống như thần như ma cùng nhau trấn áp Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn. Tiếng trống chấn động khắp tiểu thế giới, khiến cho nơi này rung chuyển như sắp tan vỡ ra vậy. Lý Tiểu Mạng bay tung ra ngoài, cơ tử nguyệt giống như tiên tử lăng không mà đứng, truy kích về phía trước, nói: "Tiểu Diệp tử, không cần bảo dây muội, huynh nhìn thực lực của ta đây." Gần như chưa từng có ai thấy cơ tử Nguyệt ra tay Nhưng thực lực của nàng cũng khiến cho người ta kinh ngạc Nằm đó nói nàng trấn áp ca ca của nàng cũng không phải là chuyện đùa Khiến cho bạn bác ở phía xa thoát mồ hôi rồng rồng Bên kia dịp hàm rống một tiếng kinh thế xong liền chứng cho Hoa Vân Phi miệng mũi tràn máu Ngay cả khóe mắt cũng có vết máu chảy ra Nhưng ánh mắt của gã lại càng sáng hơn Những tiếng nổ ầm ầm vang lên Tinh khí thần của gã tăng vọt, ổn định thương thế Giống như một gã cổ tiên chuyển thế tuy rằng không nhúng khối lửa trần gian, nhưng lại cường đại tới tuyệt đỉnh. Tay phải của gã đánh ra phi tiên quyết, tay trái đánh ra vạn hóa tánh quyết, một công một phòng gần như mộng ảo. Đây là tuyệt nghệ của đại đế cổ nhằm vào cửu bí mà sáng tạo ra, khủng bố khung cùng. Hai người bắt đầu đại chiến, Di Phạm bước từng bước về phía trước, dưới chừng có Nguyên Thiên Văn Lạc đang vào thành một cái tấm lưới đại đạo, hóa thành cánh tiên chém ngang đối phương. Hoa Vân Phi xoay người bước tới, quát lớn, ta đi trước chờ ngươi chừng chính quyết đấu với ngươi một trận chọn một nơi có lồng khí vô tận quyết tử một lần thử xem là kế thừa độc nhân thiên tài trác tuyệt muôn đời hay là ngươi tốt hơn ngươi chạy đi đâu cơ tử nguyệt phía kia cũng đang chiếm thế thượng phong nhẹ nhàng như cửu thiên huyền nữ giáng trần truy kích lý tiểu mạng khiến cho bàn bác đứng xem mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xa xa thần uy cực đạo trấn áp thế gian tiểu thế giới này như sắp bị hủy diệt một cái tấm cổ đồ bao phủ bầu trời tung bay phức phới phát ra tiếng gầm rú giống như sông lớn cuồn cuộn xuyên qua muôn đời mà tới vậy đó là cửu lê đồ khi khắp nơi đang đại chiến kịch liệt xuất hiện một cái kiện đế binh phía trên có đồ án thần bí bị hỗn độn bao phủ tràn ngập đế uy vô thượng chấn nhiếp mọi người cũng không biết bao nhiêu cường giả đã phải quỳ sát xuống đây cũng không phải bọn họ tự nguyện mà phải chịu thuần phục dưới khí thế của đại đế cổ Dân tộc, các người dám dẫn dụng đến bên cực đạo thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí, hủy diệt toàn bộ nơi này. Giọng nói của mấy đại hoàng tộc Thái Cổ lạnh lẽo, khí tức của Thái Cổ Hoàng nhanh chóng tràn ra, hiển nhiên là cũng đang nắm giữ cổ hoàng binh. Đây là một trận đánh có hậu quả rất lớn, nếu phát sinh va chạm của cổ binh cực đạo thì hơn nửa số người ở đây đều phải chết, bởi vì đây cũng không phải đơn giản là chỉ có hai kiện, một khi bùng nổ thì chẳng ai đoán được sẽ gây nên hậu quả như thế nào. Không chỉ nói tới tiểu thế giới này, dù là cả Trung Châu cũng sẽ bị chìm xuống hơn phân nữa. Đây đúng là một đoàn trầm trọng mà sinh linh trên thế gian không thể chịu đựng nổi. Không dựa vào bản lĩnh, cái dòng đấy bên cực đạo và cổ hoàng minh thì có gì hay ho? Một vị đạo nhân thần bí quát, dùng cương âm tiên thiên chấn động màn nhĩ mọi người âm âm. Đây là một vị bán thánh giống như tỳ la, sâu không thể lường nổi, khiến cho người ta phải ghé mắt nhìn. Tất cả mọi người đều giật mình, Cương âm tiên thiên của gã rất có hiệu quả, các giáo phái cũng không sợ gã mà là sợ sẽ hủy diệt nơi này. Nếu vậy thì không những chẳng được gì mà còn bị vây trong vòng sinh tử. Đế uy cực đạo từ từ bị áp chế đi, chiến đấu lại nổ ra kịch liệt, từng tòa cổ miếu đều có vết máu, đều có xương nát. Khoa chân phi, ngươi không phải muốn quyết tử chiến với ta hay sao? Đánh ngay tại đây đi, ngay lúc này đi! Giọng nói của Diệp Hàm chấn động 81 tòa cổ miếu khiến chúng lay động cộng hưởng kịch liệt. Vút! Hoa vương phi phiêu dựt suốt trần áo lam tung bay, giống như một gã cổ tiên tiến về phía trên một cung điện gỗ. Lý tiểu mạng bên kia cũng vậy. Diệp hàm và cư tử Nguyệt dắt tay nhau bay lên, đáp xuống đối diện, sông phương dằn co. Khí tức tỏa ra được rất cường đại, trận chiến này nhất định sẽ được ghi lại trong giới tu luyện. Truyền thừa của độc nhân tái hiện, đại chiến với thánh thể nhân tộc, quyết đấu vận mệnh. Đúng là một khúc bi ca quyết định sinh tử ở nơi này. Tầng cuối cùng của tiểu thế giới có tất cả 81 tòa điện phủ. Hiện tại Diệp Hàm dựng thân nơi này có thể quan sát các nơi, ánh sáng lưu chuyển, đình đài rộng rãi. Nếu có thể lựa chọn, ta nguyện cả đời không đi ra khỏi nơi sinh dưỡng ta, Thái Huyền. Không bước chân vào giới tu luyện, nguyện là một cầm đồng vui vẻ đơn thuần, làm bạn với Tiểu Kiều, Lưu Thủy. Hoa Vân Phi nhẹ giọng nói, vẻ mặt hơi ngây ra, con đường ngươi đi là do ngươi lựa chọn Trước trận chiến sinh tử cần gì phải làm bộ làm thịt như vậy chứ Dịp hàm kích chân lông ứng Công phạt về phía trước Một chân lông từ trong ngón tay của hắn bay ra Với lượng giáp màu xanh lấp lánh Thân mình hữu lực Có sinh mệnh dao động cường đại Hai con mắt hữu thần phát ra hào quang Tiếng lùng ngầm vang lên Phong vân tiêu tán cửu thiên rung chuyển Nếu nhân sinh không có lựa chọn Thì là điều đáng buồn biết bao Chỉ có thể bị động tiến về phía trước Hoa vương Phi buồn bã nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Gã lại ung dung ra tay, trên ngón tay hiện ra thần quan ngũ sắc, nằm ngón như trấn thiên áp địa. Hai người bắt đầu giao chiến, thường mang băng hiện từng lũ từng lũ, từng đảo từng đảo, kích động bát phương. Đại thuật sinh sát cùng khởi, vân đằng quan xạ rực rỡ tươi đẹp. Hoa vương Phi công thủ rất hoàng mỹ, gần như không có chút tỷ vết nào. Đây chính là bí thuật của độc nhân đại đế, là một vị đại đế thiên tư trác tuyệt bậc nhất dùng lực lượng bản thân ngạo thị cổ kim, độc kháng cửu bí, kết tinh trí tuệ của các bậc tiền bối, các đạo giáo từ xưa tới nay. Đương nhiên cũng có người nói, mỗi một bí trong cửu bí đều là do một vị thiên tôn sáng tạo ra. Cảnh giới của bọn họ sâu không lường được, tương truyền là cổ nhân đã tỏa hóa trước thời đại thần thoại. Mà độc nhân thì chỉ có một người đối kháng gây gắt với chính loại bí thuật, một người mà muốn so tài với toàn bộ đạo giáo, Bí thuật của gã phân biệt đối kháng với từng loại bí thuật trong cửu bí. Có người còn đoán rằng nàng đã gặp được chính vị cao thủ kinh thế tu luyện chính bí, bị xúc động thật là lớn. Cũng có người nói một mình nàng ta đã độc đấu chính vị cường giả cái thế vô địch chính viên cổ tinh, dàn nàng trấn sát cho nên mới sáng chế ra chính loại bí thuật độc nhất vô nhị. Phi tiên lực Đây là một loại công kích vô cùng sắc bén, chính là bí thuật cái thế vang dội cổ kim của độc nhân đại đế, là nhằm vào bí quyết chữ đấu không ai biết nàng rốt cuộc gặp phải địch thủ bậc nào mới sáng tạo ra bí thuật như vậy. Diệp Hàm dùng bí quyết chữ đấu chống đỡ, hai tay đẩy ra, một cái thánh lô to lớn xuất hiện, hàng vũ lô với ánh sáng đỏ lượn lờ, quang hoa vạn trượng trấn áp tới. Dạng hóa thánh quyết, phá hết dạng pháp! Hoa vân phi hét lớn, trên tay trái xuất hiện từng đạo gợn sống, tàn biến không gian, bao phủ lấy chiếc hỏa lô này muốn thôn điệu nó. Trong tay phải của Diệp Phàm thì xuất hiện một cái tấm cổ kính, diễn biến ra hư không kính, chiếu ra một đạo quang huy thần tính bất hủ, cố định lấy cánh tay trái của Hoa Vân Phi. Cùng lúc đó hằng vũ lô trên tay phải của hắn nở rộ ra ánh sáng, cuồn cuộn sôi trào ép tới phía trước, thần uy cực đạo lóe ra. Hai người đều chấn động mãnh liệt, tiên huyết vẩy ra, hai người hóa thành hai đạo hư ảnh. Triển khai cuộc quyết đấu kinh thế vô cùng dũng mãnh chưa từng có từ trước tới nay. Đây là một hồi đại chiến quyết phân sinh tử, không hề lưu thủ, ánh mắt như đỏ rực lên. Phi tiên quyết, vạn hoa thánh quyết, bí quyết chữ đấu, bí quyết chữ binh và các loại bí thuật cái thế khác hòa vào nhau đều hiện ra chân hỏa. Hai người đánh từ tòa điện này tới tòa điện khác, hóa thành hai đạo ánh sáng dằn co với nhau, đại chiến vô cùng gây cứng. Hoa vườn phi lưng đeo một cái tấm thần đồ bay qua bay lại. Đó là phong lông đồ, đây là báu vật mà gã đi khắp thiên địa mới tìm được ở một tòa lông động trên tầng lĩnh ở Trung Châu. Đây chính là di vật của nguyên thiên sư đời thứ ba đi tới Trung Châu lưu lại. Có thể phong ứng lông khí sân xuyên địa mạch, không ai có thể dẫn động được. Nguyên thiên sư đời thứ ba lúc về già phát sinh ra đại nạn, trốn vào trong tầng lĩnh, tán thân trong lông động. Bảy vạn năm sau, khi mà thi thể của gã đi ra làm loạn, bị một lũ sát niệm của thành đế diệt sát. Không phải gã không đủ cường đại mà vì đại đế cổ quá khủng bố. Bằng không trong thiên hạ này cũng hiếm có ai đủ để áp chế được gã. Bảo đồ mà gã tế luyện ra tự nhiên huyền diệu vô cùng. Lòng khí đại địa bị phong tỏa, nguyên thiên văn lạc không thể hiện ra hữu hiệu, làm tan rã loại uy thế này. Hai người động tác mau lẹ, kịch liệt tranh phong, từ phía trên giết vào tận trong cổ miếu. Hiện tại rất là cấp bách, dịp hàm không muốn hao tổn thời gian nơi này, hắn phải tìm được tàn kinh cát trước những người khác bằng không bí mật vượt qua tinh vực sẽ bị người khác biết được phiền toái sẽ rất là lớn lúc này hắn xuất ra lục đạo luân hồi quyền khai thiên lập địa hỗn độn mạnh mẽ sáu vũ trụ cổ xưa xuất hiện nhật nguyệt tinh tú liên tục thay đổi nắm tay của hắn đánh nát hư không tan biến hết thảy ngăn cản phúc hoa vân phi há miệng phun ra một ngụm tiên huyết khiến cho vạt áo lam cũng nhiễm đỏ nhưng chiến ý trong mắt lại càng gia tăng. Trật tự thần liên rung động, hóa thành thần sĩ phượng hoàng, tung hoành phách trảm, hào quang vạn trượng. Đây là một hồi đại chiến vô cùng mạo hiểm. Hoa Vân Phi còn mạnh mẽ và ác nghiệt hơn xưa nhiều. Năm đó gã có thể tranh phong với Diệp Phàm ngày nay sau khi cắn nuốt đủ loại căn nguyên, dù mộ của thánh nhân cũng bị gã khai mở ra, càng thêm đáng sợ. Điều may mắn chính là thôn thiên ma công quá huyền ảo, một chương cấm kỵ bí thuật cuối cùng gã chỉ mới nắm giữ được ba bốn loại còn chưa đạt tới cuối cùng cho nên không thể thể hiện ra hết bằng không hậu quả khó là lường rồi mặc dù như vậy nhưng cũng rất khủng bố khiến cho rất nhiều lão cổ hủ cũng phải tim đập nhanh đây cũng là nguyên nhân mà người kế thừa động nhân vừa xuất hiện lập tức khiến cả thiên hạ khủng hoảng thực sự quá mức khủng bố bọn họ từ tòa điện phủ này đánh tới tòa điện phủ khác giết cho thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quan các loại tiên quang, thần vân mênh mông chấn động khắp tiểu thế giới ngay cả cổ động hướng sâu vào trong tổ mạch để nhất trung châu cũng đều nứt nẻ phát ra quang huy ma tính không ngừng nổ vang phát ra từng đợt từng đợt đạo quang trong miệng diệp phàm phun ra một búng máu phi tiên lực đương thời là một trong số ít loại bí thuật có thể sát thương được hắn truyền thuyết nói rằng khi độc nhân thi triển phi tiên lực thì đã sớm siêu thoát phạm trù nhân lực nhưng căn bản không thể đối kháng có người nói nó chuyên dùng để giết tiên. Phúc! Hoa Vân Phi thì lại càng bị thương nặng, bị cái nắm tay như đúc từ hoàng kim đánh bay đi. Xương cốt toàn thân chấn động, bị đứt gãy mười mấy căn, phun ra liên tiếp mấy búng máu lớn. Gã vốn là nhân vật phiêu dật suốt trần rất ít khi bị thương như vậy, nhất là 12 năm qua gã đến đầu tháng đó, không gì cản nổi. Nhắc tới người kế thừa độc nhân, trong thiên hạ không ai không biến sắc, nhưng mà nay giao chiến với Diệp Phàm lại chịu thiệt thòi không ít. Di Phạm, con đường phía trước của ngươi không dễ đi rồi Sớm có người theo dõi ngươi rồi Hoa Vân Phi cười cười Có chút thê lương Tiên huyết trong miệng rỉ ra Khiến người ta nổi lên một cổ cảm giác khác thường Nói những điều này cũng vô dụng mà thôi Hôm nay phân sinh tử Không tính những thứ khác Diệp Phạm thét dài một tiếng Khiến cho mọi người trong cả tiểu thế giới này Cũng giật mình Huyết khí hoàng kim của thánh thể nhân tộc cực kỳ đặc biệt như trường tồn từ xa xưa. Tiền lù thần minh lưu lại, huyết khí màu vàng sông thiên bao phủ cả 81 tòa cổ miếu. Mái tóc dịp phàm tung bay, lúc này mỗi một sợi bay múa đen nhánh dậy đặc. Hắn như thần ma đi nhanh về, lục đạo luân hồi quyền lại đánh ra. Chí dường chí cương, cái loại thuật này cực kỳ thích hợp với loại thể chất của hắn. Thiên địa đều vì hắn mà bành trướng, Tinh khí cuồng bão bắt đầu khởi động, nếu không có pháp trận của thánh hiền cổ, nơi này đã sớm đã không còn tồn tại nữa rồi, bị săn thành bình địa, chỉ còn lại một mảnh tro bụi. Hoa Vân Phi vận chuyển vạn hóa thánh quyết cũng cố hết sức, loại kỳ áo nghịch thiên nào cũng không thể hoàn toàn hóa giải, vì hiện tại lục đạo Luân Hồi Quyền đã được dịp hầm lĩnh ngộ tới một cảnh giới hoàn toàn mới, không chỉ có riêng đạo đối kháng, mà còn ẩn chứa cả tín niệm và linh hồn Họa Dần Phi, hôm nay ngươi chịu chết đi Dám đối nghịch với ta, ngươi đã không còn hy vọng sống nữa rồi Diệp Phạm hét lớn Mặc dù trong miệng Diệp Phạm đang tràn ra từng lũ máu vàng Nhưng đại địch sinh tử còn bị thương nghiêm trọng hơn hắn nhiều Hai người một đường đại chiến Tiên huyết văng tung tóe vọt vào một tòa điện phủ cổ xưa Diệp Phạm vừa chiến vừa tìm kiếm tặng tinh cát Đại địch này càng lúc càng đáng sợ Thùng vương phệ thánh thể chất hiện tại đã rất đặc biệt Bàn bác, đại hắc cổ lúc này cũng đang ác chiến với người khác nhưng bọn họ đều có đoạn sát thủ chưa dùng nhất là hát hoàng nó cười cười âm độc tạm thời chưa hạ sát thủ mà tệ la và tên bán thánh kia lại đồng thời biến mất triển khai liệp sát và phản liệp sát thi thoảng phát ra dao động khủng bố giữa hư không điều khiến người ta kinh dị chính là cơ tử nguyệt đại chiến với lý tiểu mạng biểu hiện ra thực lực kinh người cùng 365 tôn thần linh va chạm liên tiếp không rơi vào hạ phung hoa vân phi lại một lần nữa bị đánh cho bị thương trong miệng phun máu khiến nửa thân trên cũng bị nhiễm đỏ đôi mắt gã lạnh lùng gần như phát cuồng bảo bình đại đạo trên đầu hạ xuống hợp nhất với phi tiên lực nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ phi tiên lực lao ra cũng có một mảnh đóa hoa trắng nõn nở rộ cánh hoa trong suốt phiêu phiêu rơi xuống mỗi cánh hoa đều phát ra một tiếng đạo minh các loại trực tự thần liên hoàn toàn bao phủ nơi này Thần liên giống như thực thể đang xen với nhau, đủ loại màu sắc, đỏ thẳm như máu, xanh như da trời, rực rỡ khiếp người. Phúc! Diệp hàm né qua cả ngàn căn, nhưng mà Trung Quy vẫn có một căn đâm trúng ngực của hắn, dù là thánh thể nhưng vẫn bị trọng thương, cho thấy sự đáng sợ của bí thuật độc nhân. Một lũ máu vàng phun ra, đôi mắt Diệp hàm càng lạnh lùng thu lại hết tâm tư, không chú ý tới tạng kim cát nữa mà toàn lực tuyệt sát hoa vân phi. Hắn hét lớn một tiếng, phía sau có 81 cái đại thác nước nghịch thiên sông lên, mỗi thác nước đều lớn như thiên hà, cuồn cuộn dâng cao. Nhất là thác nước chính giữa, từ thiên linh cái của hắn lao ra, xuyên qua cả tiểu thế giới. Pháp lực của hắn như đại dương mênh mông, chặt đứt tất cả trực tự thần liên. Tay trái của Diệp phàm thi triển đấu chiến thánh Pháp, tay phải xuất ra lục đạo luân hồi quyền. Cương mảnh vô cùng, bá đạo cực kỳ. Hai mắt đều như chổng ngược lên, sau lưng của hắn có một con sông màu vàng thao túng dâng lên, phá toái hết thể ngăn cản dũng mãnh phi thường trong tiếng gầm rú ngập trời hoa vân phi rút lui mỗi bước lưu lại một dấu chân bằng máu từ mi tâm vỡ ra một đạo khe hở sau đó như mạng nhện tràn ra khắp thân thể cuối cùng xương ngực nổ tung gã văng ra ngoài vừa phun máu vừa cười lớn thánh thể danh bất hư truyền nhưng ngươi cũng chỉ là con mồi của người khác mà thôi <laughs> Chỉ bằng tâm cảnh của người lúc này Hôm nay dám đối địch với ta Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ Dịp hàm thi triển bí quyết chữ giả Cả người lóe lên kim quang như tiên hỏa Ngọn lửa hoàng kim hừng hực thiêu đốt Toàn thân xương cốt vang lên những âm thanh rung động Thường thế phục hồi lại như cũ Ta không muốn làm cái bóng của người khác Trận chiến hôm nay hoặc ngươi chết hoặc ta dông Ta nếu thành công trước đi đến tinh không Có một ngày ta sẽ vinh quy giết trở về Hoa Vân Phi vận chuyển hoàn kiếp tái sinh thuật, thương thế nhanh chóng khép lại. Diệp Hàm lạnh lùng bước tới, không hề sợ hãi. Trong cùng thế hệ hiện tại, hắn không hề sợ hãi bất cứ kẻ nào. Nhất mạch độc nhân đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Hôm nay ngươi cũng chỉ là con mồi mà thôi. Ngươi là muốn đi con đường của ta sao? Diệp Hàm nói. Ta chỉ là không cam lòng, không muốn trở thành quân cờ trong bàn cờ của người khác. Hôm nay hoa Vân phi ta muốn viết ra một con đường tương lai chừng chính thuộc về ta. Khí chất của gã đột nhiên thay đổi, vô cùng quyết tuyệt. Trong điện thờ, từng đóa từng đóa hoa trắng nõn nở rộ, phiến phiến dính máu, mùi thơm bát ngát mà mãnh liệt tràn ngập khắp mọi ngõ ngách. Đây là đạo chi hoa đang minh chiến. Hoa vân phi đại chiến dịp hàm, dở ra hết thảy các loại thủ đoạn. Con đường không tự chọn, tương lai bi thương, là quân cờ trong tay của người khác. Đây là nhân sinh của hoa vân phi sao? Diệp Phạm không thể hiểu hết được, khó có thể lý giải. Lúc này hắn chỉ biết tử chiến, có lẽ giống như lời của Lý Tiểu Mạn Đây là một hồi quyết đấu số mệnh, phải chấm dứt. Máu nằm màu tiên diễm và máu màu vàng cùng nhau thịnh phóng. Hai loại huyết dịch dính vào nhau, kinh diễm mà yêu dị, từng đóa từng đóa chiếu vào hư không. Lúc này mọi lời nói đều là vô nghĩa. Đây là cuộc chiến sinh tử, lùi một bước sẽ rơi vào địa ngục, tiến một bước sẽ có cơ hội sinh tồn hai người đối chọi gay gắt đại chiến không ngừng các loại ánh sáng bay múa dịp phàm chiến đấu đẫm máu dũng mãnh không gì đỡ nổi nhưng mà tinh khí thần của đối thủ cũng được kéo lên cực hạn muốn phát sát cũng không hề đơn giản thùng thiên ma công chính là công pháp nghịch thế có thể hóa điệu căn nguyên của thánh nhân viễn cổ đã chết làm một cái bộ phận riêng của mình đây thực sự đã vượt qua lẽ thường tránh được thượng thiên ngày nay hoa vân phi cực kỳ nguy hiểm tay phải của diệp phàm hóa thành một đại thủ màu vàng trên mặt có một cái văn lạc thần bí đánh cho thiên băng địa liệt mà hoa vân phi lại hai tay nhẹ nhàng huy động bắn ra từng đợt thanh huy không ngừng hóa giải một tiếng lông ngâm động cửu thiên tay phải diệp phàm xuất hiện một kiếm tiên đáng sợ giống như một đại lông phần đầu là tay cầm thân là lông nhân chui là lông vĩ cầm ở trên tay đó là thái hoàng kiếm tay phải hắn dơ lên cao nhẹ nhàng chém xuống có từng đợt từng đợt hỗn độn khí tràn ra, có uy thế của đế binh cực đạo. Hoa Vân Phi như một tiên nhân, trên người lưu chuyển tiên quan ngũ sắc, quần áo bị pháp phới như muốn thuận gió nhập cửu thiên. Nhưng mà Diệp Phàm dùng bí quyết chữ đấu, diễn biến thái hoàng kiếm chặt chẽ tập trung vào hắn, chiếc vẫy ngược trên thân kiếm gần như giống như đế binh chân thực vậy, các vẫy khác đều lấp lánh, đang vào nhau sắc mang vô tận. Vạn lũ sắc khí hòa hợp nhất thể, hóa thành một đạo ánh sáng vĩnh hằng, trở thành một con đại lông thoát khỏi thái hoàng kiếm mà ra, bắn về phía ngực của Hoa Vân Phi. Đây là một loại kỳ cảnh như là một con chân lông từ cửu thiên bay tới, bản thể thái hoàng kiếm phùng phục ra một đạo lông mang như vậy, vô kiên bức tội khó có thể tránh né. Bên ngoài cơ thể của Hoa Vân Phi lóe lên đủ loại hào quang, nhưng mà hết thể đều bị chém hết, các kiện vũ khí quý giá bay ra đều hóa thành bột mịn. Thái hoàng kiếm độc nhất vô nhị được xưng là tiên binh công kích đệ nhất của Trung Châu, không có lợi khí nào có thể đủ luận bàn với nó. Còn chưa tới gần cơ thể nhưng Hoa Vân Phi cảm giác thân thể mình như muốn bị chặt đứt. Xuất hiện một đạo vết thương rất đáng sợ. Đồng tử dịp phàm như hai ngọn thượng đăng phát ra quang huy rực rỡ. Hắn để thăng đạo hạnh và pháp lực bản thân lên tới cực hạn, phun ra một ngụm tiên thiên hỗn nguyên khí chìm sâu vào trong chui lông kiếm này. Đây là một kích cực tẩn. Hoa Vân Phi toàn lực kháng cự nhưng chung Quy vẫn không thể ngăn cản vạn hóa thánh quyết có thể hóa điệu hết thể thần kỳ thành một nát nhưng lúc này diệp phàm quá mạnh mẽ không thể hóa điệu được một vết thương khủng bố hiện ra từ đầu vai trái của gã lan tận tới bụng bên phải tiền huyết như suối phun ra nhìn vô cùng ghê người nửa người trên của hoa vân phi bay ra ngoài bị thanh kiếm chặt đứt phía dưới cũng coi rút lại rơi xuống bên dưới diệp phàm đang muốn thừa thắng xông lên nhưng một cái bảo bình đang nhánh chợt xuất hiện lướt tới trước người của hắn, sau đó lóe ra ngàn vạn đạo ô quang rồi nổ tung. Đó là đại đạo bảo bình, đây là công phạt đạo hạnh, pháp lực bùng nổ, tràn ngập tính hủy diệt, lập tức đánh vào cực mạnh, người đã trảm đạo dù bị đánh trúng cũng khó có thể còn sống được. Hai tay dịp phàm gãy đoạn, xương ngực nổ tung, máu vàng văng ra, rơi xuống bên dưới. Trước ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ to như là cái bát xuyên từ trước ra sau vô cùng dọa người tự hủy bảo bình đại đạo không hổ là người kế thừa của độc nhân không chỉ có độc với địch nhân mà còn độc với cả chính mình dù có thể tái sinh nhưng nguyên khí chắc chắn đại thương hai người cũng rất ăn ý không ai tấn công mà đều lui nhanh về phía sau một người vận chuyển hoàn kiếp tái sinh thuật một người thì vận chuyển bí quyết chữ giả không trọn vẹn cùng khôi phục thương thế trong trận quyết đấu thảm thiết này nếu không có thánh kinh chữa thương tương ứng khiến thương thể nhanh chóng khôi phục thì tất nhiên sẽ lâm vào hạ phong dừng đi vào chỗ diệt vong. Một cái dục hỏa trọng sinh thần quan ngũ sắc lưu chuyển như một con phượng hoàng. Một người cũng có những đại đạo thần liên quấn quanh người, đang vào thành từng đợt quan huy sinh mệnh. Bọn họ gần như đồng thời mở mắt ra, lần nữa ra tay quyết đoán và quyết tuyệt. Chiều chiều thức thức đều là tuyệt sát, không lưu chút hậu thủ nào. Hoa Vân Phi lại thi triển ra phi tiên quyết. Thức này như ban đầu nhưng khí tức khác nhau rất lớn, Bí thuật lần này khủng bố khó lường, bảo bình đại đạo hóa thành vạn lũ ô quan bắn vào trong mi tâm. Một cái bảo bình ẩn hiện lên giữa hai chân mày của gã. Kinh đào hải lãng từ trong mi tâm này chảy ra phi tiên lực, phối hợp với thức mở đầu không ngừng diễn biến. Tiên quang từ mi tâm bắn ra cuồn cuộn mãnh liệt. Quang hoa vạn trượng lập tức đánh bay dịp phàm. Đây là tinh khí thần, toàn thân hoa vân phi thăng hoa. Từ mi tâm lao ra, thần uy không thể đỡ. Nhưng mà khiến cho người ta kinh dị chính là thần huy này nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành một hoa vương phi khác. Ánh sáng vô tận lượng lờ, rực rỡ lóa mắt. Hả? đây là chuyện gì? Di Phạm cũng bị chấn kinh, là người đầu tiên không thể lý giải được nhưng vẫn không dừng lại, rất nhanh lại ra tay. Quang hoa vạn trượng hóa thành một hoa vân phi mới, quanh thân có từng đợt thanh huy, tràn ngập tiên vụ như là muốn vũ hóa phi tiên, không hề nhiễm chút khí tức tục trần nào cả gã đẹp hơn cả mỹ nhân khí chất cao nhã không minh bất phàm giơ tay nhất chân đều thuận theo tự nhiên đây chân chính là phi tiên quyết trước đây hoa vân phi cũng chưa diễn biến hết sức nhưng lúc này quyết chiến sinh tử rút cuộc thăng hoa hiện ra phong thái vốn có của cái thuật này cử hà phi thăng trong thân thể nguyên bản lột xác ra một cái tôi mới phi tiên mà đi hóa ra một cái thần thai lực công kích của thần thai này độc nhất vô nhị nếu là đại đế cổ thi triển thì trảm tiên độ tiên đánh tan hết mọi địch thủ chín tầng trời mười tầng đất đều không có ai có thể chống lại đây là bí thuật do độc nhân của thiên tư trác tuyệt cổ kim khai sáng mà ra dịp hàm diễn biến đấu chiến thánh pháp kịch liệt chống lại máu vàng của hắn không ngừng tuôn ra nếu độc nhân đại đế nhằm vào bí quyết chữ đấu mà khai sáng phi tiên quyết thì hắn dùng chính bí quyết chữ đấu đấu lại để xem rốt cuộc ai mạnh ai yếu trận đại chiến này càng lúc càng kịch liệt trong cổ miếu không ngừng vang lên âm thanh giao chiến không ai có thể tới gần hoa vân phi vừa mới hiện ra kia khủng bố hơn không ngừng giao thủ với Diệp hàm hai người hóa thành một cái đoạn ánh sáng liên tiếp cuốn lấy nhau trong lòng Diệp hàm đại chứng đây là tinh khí thần của một người được thăng hoa hắn rốt cuộc hiểu được một ít nguyên nhân vì sao độc nhân đại đế lúc vị già lại khai sáng bất diệt thiên công hẳn là có chút quan hệ với kỹ thuật này khi già đi trong ma thể lột xác ra một cái thần thai quả nhiên nghịch thiên tay trái của diệp phàm diễn biến ra hư không kính chiếu rọi hai mắt thần thai hoa vân phi đây là một đoạn trí mạng ít nhất cũng khiến đối phương phải mù mắt nhưng hoa vân phi lại tạo ra một mảnh tiên quang khiến cho hai hốc mắt hắn trở nên mơ hồ ông một tiếng phi tiên lực ngạo thị muôn đời đánh tới hóa thành quang hoa chói mắt đánh lên hư không kính phát ra một tiếng giòn vang thiếu chút nữa khiến cho nó toái điệu trên người hai người đã sớm hiện lên rất nhiều vết thương đáng sợ. Thần thai do Hoa Vân Phi hình thành, đại chiến với Diệp Phàm Từ tòa điện phủ này tới tòa điện phủ khác khiến không ít người sợ hãi thối lui, không ai dám ngăn cản. Diệp Phàm lại giết tới, thần uy hướng tiêu, thần thai Hoa Vân Phi cũng không thể ngăn cản. Diệp Phàm lúc này lại nhằm vào bản thể của gã mà công kích. Thần thai này là do tiên quan trong bảo bình ở mi tâm của gã hóa ra, Diệp Phạm chỉ cần chém hỏng bản thể thì tự nhiên cũng khiến cho nó biến thành hư vô. Lúc này thần thai Hoa Vân Phi há miệng hút một cái. Trước tiên thu lấy bản thể vào trong cơ thể của nó. Diệp Phạm phát lực, nguyên thần màu vàng lao ra, cũng hóa lớn, diễn biến đấu chiến thánh pháp. Cả bản thể và nguyên thần đều dùng bí pháp này đại chiến Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi rất bị động, thần thai suýt nữa là bị chặt đứt rồi. Bản thể lao ra, hai người hợp nhất rất nhanh bay ngược về phía sau. Di Phạm lập tức đuổi theo thi triển ra các loại kỳ thuật, lại tiếp tục một hồi chiến đấu nữa. Di Phạm, ta và ngươi liên thủ, thế nào? Cùng nhau tìm tòa điện phủ kia, cùng nhau nắm giữ bí mật vượt qua tinh không, cuối cùng đi lên tế đàn ngũ sắc quyết chiến. Hoa Vân Phi truyền âm. Hợp tác với ngươi không khác gì mò trăng đáy nước, uổng phí tâm cơ. Di Phạm trực tiếp cự tuyệt, lại xuất thủ thật nặng, Lúc này mọi người hầu như quên đi hai cái tôn âm thần kia đều đang chinh phạt lẫn nhau, xông vào cổ miếu, tranh đoạt báu vật. Diệp Hàm và Hoa Vương Phi đã đại chiến hơn hai ngàn hiệp, máu tươi không ngừng phun ra. Tiểu tử tìm được rồi, bên này có mông đạo, cũng không phải là tàn kinh cát như chúng ta nghĩ, mà là một cái mảnh tinh không độ. Đại hát cổ âm thầm truyền âm, há miệng phun ra đạo quang. Một tòa sát trận loại nhỏ bay ra, xử lý địch thủ, rồi vươn cái móng vuốt tới, bắt đầu đào bới, Đại hát cổ kêu gào Nhanh lên đi, ở đại điện trung tâm dường như có một tòa phá đỉnh Còn có vũ hóa tiên kinh, thừa dịp cao thủ còn ở bên kia Chúng ta nhanh chóng nghiên cứu thứ này cho thấu triệt đi Bạn bác vội xử lý đối thủ rồi vọt tới Diệp Phạm và cơ tử Nguyệt cũng lập tức tách ra khỏi đối thủ chạy lại Âm một tiếng, một mảnh lại một mảnh tinh vực đồ hiện ra trong điện phủ này Lưu chuyển thanh huy như hình nổi, vô cùng sâu sắc Mỗi viên tinh cầu đều lóe ra ánh sáng, Tuy nhiên Hoa Vân Phi chặn dịp hàm lại, ở xa xa tạo ra một mảnh quần sáng. Trận chiến này liên quan đến tương lai của gã cho nên lập tức liều mạng ngăn cản dịp hàm lại. Dịp hàm quay lại phản kích cũng không phải thực sự rời đi mà là chủ động giết tới. <laughs> trước khi ta rời đi cũng cần có một kết thúc đi. Đột nhiên một lũ đế uy xuất hiện quét về phía trước. Sát khí kinh thế hiện lên khiến cho mọi người nơi này vô cùng kinh sợ đây là một lũ ô quan mơ hồ có thể nhìn thấy một con rồng đang sắp nuốt diệp hàm vào trong uy thế đủ khiến dù là vương giả trảm đạo cũng phải nuốt hận diệp hàm thì không hề sợ hãi như sớm dự liệu được hết thảy rồi cũng không có hiện lên vẻ kinh dung bên kia là một đạo ô quan bắn ra là khí tức thung thiên ma quán lập tức bảo vệ lấy hắn đây là liệp sát giả mà ngươi nói sao thân sắc diệp hàm lạnh lùng hắn đến đây sẽ thay ta lên sân khấu con đường của ta tới cuối rồi hoa vân phi nhẹ giọng lẩm bẩm từng lũ ô quan buông xuống thôn thiên ma quán hiện ra ở cách đó không xa lão mù và đoạn đức đi mà quay lại cùng khống chế đế binh này bảo vệ diệp phàm thôn thiên ma quán là do độc nhân đại đế dùng huyết nhục và xương cốt bản thân mình tôi luyện mà thành vô cùng huyền bí còn thần bí hơn cả những đế binh khác nữa tuy nhiên nó có phong cách cổ xưa mà tự nhiên nhưng lại có tiên uy rất khó lường Trông thấy nó lại khiến cho người ta nhớ lại nữ nhân thiên tư trác tuyệt, ngạo thị muôn đời. Nàng rốt cuộc có quyết đoán như thế nào mà dùng tự thân luyện thành binh khí như vậy? Trên cái nắp kỳ bí này có một ấn ký mặt quỷ, như khóc mà như cười, có chút cười khẽ, lại có chút đau thương, lộ vẻ như chảy nước mắt, khiến người ta thấy một lần sẽ suốt đời khó quên. Khi thế vô sông của đại đế cổ vượt qua muôn đời, bể nghệ cửu thiên thập địa, giờ khắc này khiến cho vạn vật dai tịch, Chúng sinh quỳ bái, không ai mà không sợ hãi. Vô cùng yên tĩnh, mãi tới khi đế uy biến mất, hết thể mới khôi phục lại bình thường. Diệp hàm hướng về phía bên ngoài cổ miếu này, thanh âm lạnh lùng, nói Đã muốn giết ta mà lại không dám ra mặt đánh với ta một trận hay sao? Đám người hầu tử, đoạn đức, đông phương giả làm ra vẻ đuổi giết thiên hoàng tử nhưng không có đợi đi xa. Diệp Phạm đã đoán trước là có người cầm đế binh ra tay cho nên mới an bài như vậy. Đế binh chứng giúp mọi người những tu sĩ khác tránh né xa xa. Không ai dám tới gần nơi này vì chỉ cần dính một chút đế uy thôi cũng sẽ lập tức hóa thành bụi phấn, căn bản không chút trì hoãn. Lúc này là một mảnh yên tĩnh, không có bất cứ kẻ nào đáp lại lời của Diệp Phàm. Lũ đế uy vừa chợt hiện lên kia lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Trong cổ điện trống trải hiện lên từng cái tiếng bước chân vang vọng, đám người hầu tử, đoạn đức, lão mù cùng nhau bước tới muốn tuyệt sát Hoa Vân Phi ngay lúc này. Thánh thể là chất dinh dưỡng tuyệt bổ cho thần thai. Ta không cam lòng. Hoa Vân Phi tự nhủ, nhẹ nhàng thở dài, gã nhìn về phía Diệp Phạm rồi nói. Không cầu gì nữa, ta muốn buông tay phóng chân đến một trận cuối cùng với ngươi. Soạt, Lâm Quang giật ngoán lên, Hoa Vân Phi không biết dùng cái loại kỳ thuật nào, biến mất trong mắt của mấy người, nhảy vào trong cổ miếu chỗ đại hát cổ, mấy người nơi này lập tức đuổi theo vào. Đại hát cổ lập tức phát hiện ra, dùng cái móng vuốt quét tới. Mấy đạo cái khe không gian lập tức xuất hiện, nhưng Hoa Vân Phi đã lao tới cái bức thạch bích có mảnh tinh không đồ, thân quan đại thịnh. Vách đá lập tức mềm hóa, như hóa thành vũng bùng. Cả người của gã lập tức chìm vào trong, biến mất khỏi điện phủ này. Đây đều là những truyền thống trận loại nhỏ. Hát Hoàng nói, Diệp Phạm là người đầu tiên đuổi theo, những truyền thống trận nơi này có liên quan quá nhiều, phía sau đó có thể hướng tới một cái mật địa nào đó nữa. Quang hoa chợt lóe lên, bọn họ tiến nhập vào một cái thiên thai rộng lớn. Nơi đây là một mảnh yên tĩnh, bốn phía mờ mịt, không thấy một bóng người nào. Nơi này rất giống một mảnh diễn võ trường. Phía dưới, bốn người loáng thoáng, phía dưới cổ miếu thành phiến, nhưng mà bọn họ lại tới một tòa chiến đảo, lơ lửng ở giữa hư không, là nơi mà cao thủ của các cổ miếu này dùng làm nơi quyết đấu. Bọn họ ở phía trên kìa Phía dưới có người thấy được hai người Ai cũng lộ ra vẻ dị sắc ngẩn độ quan sát Mọi người tới đây là vì tầm bảo Cũng không hề dừng lại Không nghĩ có người lại quyết đấu một chội một như vậy Tự nhiên khiến cho bọn họ chú ý Mà từ lối vào tiểu thế giới này Càng lúc càng có nhiều người tiến vào Thấy được một màn này đều ngây ra Thánh thể nhân tộc đại chiến người kế thừa độc nhân Đây đúng là một hồi quyết đấu kinh thế Không rồi, chúng ta không vào được Đây là chiến đảo thượng cổ Bọn họ vào rồi sẽ tự phong bế lại Khi chưa phân ra sinh tử, ngoại nhân không thể tiến vào được Đại hát cổ tức giận Nghe răng nói Vừa rồi nó cũng muốn vọt vào Nhưng như đụng phải cái vách đá Cái đầu nổi lên một cái cục u Bọn họ không vào được đâu Không ai quấy rầy, không ai can thiệp Chúng ta tiến hành một trận chiến cuối cùng của kiếp này đi Thanh âm của Hoa Vân Phi trầm thấp Một trận chiến này nếu đối thủ không chết Thì không thể dừng lại Đối với bọn họ thì đúng là chiến một trận cuối cùng, chỉ có một người mới có thể sống sót, không thể cùng tồn tại cả hai được. Phía dưới, Đoạn Đức và Lão Mù nhìn lên bầu trời, muốn thúc giục thung thiên ma quán đánh nát cái quần sáng bảo phủ quanh đảo, tham dự vào. Không cần các ngươi ra tay, trận chiến cuối cùng này để cho ta. Dịp hàm nói lớn, đồng thời truyền âm cho đám người bạn bác trong bóng tối để cho bọn họ tìm kiếm bí mật vượt qua tinh vực đại chiến tàn khốc, quyết đấu sinh tử, khí tức thảm thiết quét khắp tòa chiến đảo này, thì thoảng của từng đợt sát khí kinh thế xuyên thấu quần sáng mà ra, khiến cho những người quan chiến cũng trố mắt kinh hãi. Hoa Vân Phi thực sự tiến nhập trạng thái bỏ qua hết thảy như độc lan cuối đời, mang theo một loại bi thương toàn lực mà ra tay, hoàn thành một đoạn hành trình. Phúc, Tiên huyết của cả hai người văng ra xa tận mười mấy thước, chân chính phân sinh tử cho nên không có một tiêu hoa mỹ nào tất cả đều là những chiêu thức lăng lệ, thủ đoạn tàn khốc. Hai mắt Diệp hàm lạnh lùng vô cùng, nếu đã là quyết đấu sinh tử, lưu tình chẳng khác nào tự mình hại mình. Hơn nữa với thủ đoạn của đối phương, hắn cũng không thể nương tay được, chỉ có thể diệt sát đối phương ở một trận chiến này thôi. Phi tiên quyết, vạn hóa thánh quyết, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Khí chất của Hoa Vân Phi hoàn toàn thay đổi, khác hẳn lúc trước. Sắc niệm ngập trời, từ bỏ việc thu liễm thần vận, mái tóc tung bay hai mắt lăng lệ tiên nhân hóa sinh vì một sát thần khí cơ của gã cực độ cường thịnh huyết quang toàn thân băng hiện hét lớn một tiếng cả tiểu thế giới chấn động diệp hàm không ngờ được hoa vân phi bình thường thanh tú phiêu vật như vậy nhưng mà khi phát cuồng lại có bộ mặt đáng sợ bực này hoàn toàn không giống như trước đây chút nào giữa khắc này hoa vân phi như đã nhập ma là tu la chuyển thế tràn ngập sát khí vô tận tóc tay bù xù chiến ý cao ngất hai mắt sáng chói như là hai ngọn thần đăng đã đánh tới cuồng rồi. Phốc! Phi tiên lực tạo ra một cái lỗ thủng lớn trên bụng Diệp Phàm, thần quang ngũ sắc quanh thân Hoa Vân Phi cực thịnh, có năm thần minh lao ra cùng nhau tuyệt sát. Diệp hàm giống lớn, gặp mạnh càng mạnh, trong miệng thốt ra chữ ấm dập nát năm thần minh của đạo cung này. Lục đạo luôn hồi quyền đánh về phía trước, sáu phiến vũ trụ cổ xưa liên tục thay đổi chiến huyết hoàng kim sôi trào diệp hàm gặp cuồng thì càng cuồng một quyền đánh nát cánh tay của hoa vân phi dũng mãnh ép tới đây là một hồi giao tiếp cường ngạnh quyết không buông tha từ lúc bắt đầu cuộc chiến cho tới hiện tại đã trôi qua ba ngàn hiệp vô cùng hiểm nguy hoa vân phi không kể đại giới hào hết căn nguyên vô lượng có của vương giả cũng có của thánh nhân viễn cổ đều là căn nguyên của người khác từ khi dịp hàm bước chân lên con đường tu luyện trải qua đủ loại gian nguy có thể khổ chiến trên ba ngàn hiệp cũng rất hiếm gặp, rất ít người có thể khiến cho hắn đánh tới bực này trả giá thảm trọng như vậy. Dịp hàm chiếm cứ thượng phong, lực sát thương càng lúc càng kinh người. Dù Hoa Vân Phi thôn phệ rất nhiều loại căn nguyên nhưng mà hiện tại liên tục bị thương. Mười mấy chỗ huyết nhục và xương cốt đã tan vỡ. Đột nhiên một thần liên màu đen phóng tới, vô thành vô tức quấn lấy dịp hàm, hấp thu thần lực, tinh khí, căn nguyên quán, khủng bố vô cùng. Đây là chân nghĩa của thôn thiên ma công, bình thường chỉ có thể thi triển sau khi giết chết địch thủ. Với tu vi hiện tại của Hoa Vân Phi còn chưa thể muốn làm gì thì làm, chưa thể tiến hành cái loại công phạt này khi đang giao chiến với địch nhân. Tuy nhiên gã đã tu thành một loại bí thuật trong chương cấm kỵ trảm thiên đạo. Thuật này vừa thành khiến cho chiến lực của gã gia tăng một mảng lớn, có thể hợp nhất căn nguyên thôn thiên ma công để thi triển, không gì là không làm được khiến chiến lực bạo tăng. Trảm thiên đạo, dám dùng cái tên như vậy tự nhiên khủng bố vô cùng. Chính là lấy đạo chém trời, lực công kích, lực khống chế, lực nguyên thần đều gia tăng toàn diện, khiến Hoa Vân Phi trở nên đáng sợ tới tận cùng. Các loại ánh sáng bay ra, dĩ nhiên là ngàn vạn đạo tiên nhận. Có lùng hình, có phượng hoàng hình, loạn thiên động địa, gặp gì chép nấy không lưu lại bất cứ thứ gì. Đánh nhau tới tình cảnh này, Diệp Hàm cũng lâm vào điên cuồng rồi, máu vàng chảy xuôi, tóc tai bù xù, lộ ra hết các loại bí thuật, đối kháng loại bí thuật chưa từng gặp này. Hai người giết tới thiên hung địa ám. Tiên vương lâm cửu thiên cầm một cái gốc thanh liên trong tay, chân đạp khổ hải kim sắc, lưng đèo nhật nguyệt hà sơn, dịp hàm thi triển các loại dị tượng đối kháng tiên nhận, tiến hành công sát. Mà thân thể của dịp hàm lại cuồng bá, tay phải là lục đạo luân hồi quyền, không gì ngăn cản. Thân mình thi triển bí thuật chữ đấu, mỗi một bộ vị đều có thể công kích được. Tay trái thi thoảng đánh ra một thước bí thuật của vô thủy không trọn vẹn, khiến cho hết thảy trở về nguyên điểm. Hoa Vân Phi chịu thiệt nhiều, dù thi triển một loại bí thuật cấm kỵ hoàn toàn mới nhưng mà thiếu chút nữa vẫn bị đánh nát, nhiều phần xương cốt văng ra ngoài, gian nan trọng tổ thân thể. Hoa Vân Phi rống lớn một tiếng, sinh mệnh hao mất một nửa rồi, thân thể nhanh chóng quan hóa, tiềm năng vô tận bị bức ra bằng mỗi cách khiến cho Diệp Hàm cũng bị đánh cho máu huyết văng tung tóe, trả giá tương ứng. Gã xuất ra nhiều loại bí thuật cùng lúc, không đơn giản chỉ là chồng chất lên nhau, mà mỗi một loại đều có sự liên hệ chặt chẽ lẫn nhau, chuyển hóa và xúc tác, khiến uy lực gia tăng thêm mấy lần. Điều này đối với Diệp Hàm mà nói chính là một hội tai nạn. Khi một người liều mạng có thể bày ra tiềm năng vô tận, thân thể Hoa Vân Phi nhanh chóng hóa điệu, các loại bí thuật hợp nhất suýt đánh tan Diệp Hàm. Xem bí thuật vô thượng của ta đây! Diệp hàm cũng nổi giận, gặp phải thương thế như vậy liền toàn lực thúc dục bí thuật. Thức thứ nhất chính là vô thủy thuật, khiến cho hết thảy trở về nguyên thủy, tiến về nguyên điểm. Diệp hàm thúc dục chỉ một thuật pháp khiến Hoa Vân Phi lập tức lại rơi vào hạ phong. Bí thuật độc nhân áp tháp muôn đời, dù là vô thủy đại đế cũng không bằng được. Hoa Vân Phi hét lớn, mái tóc đen dựng cả lên, thùng thiên ma công lại chuyển. Một bảo bình đại đạo từ mi tâm lóe ra khiến bí thuật vô thủy đại đế cũng không có mấy hiệu quả tế ra thần hình diễn biến đại đế thuật chân chính. Hoa vương Phi lại thét dài, bi tâm bắn ra vạn lũ ánh sáng thiêu đốt thân thể. Phi tiên lực từ báo bình ấn nơi bi tâm bay ra, hóa thành một cái trích tiên. Rồi sau đó thảm thiên đạo cũng được tế khởi. Các loại ánh sáng đủ màu phát ra, một con rồng và một con phượng hoàng bay múa xung quanh trích tiên, trở thành binh khí của gã. Nhất niệm hoa khai, Hoa Vương Phi khẽ tụng, vết máu từ bản thể tràn ra, toàn bộ thi triển ra cấm kỵ thuật. Những cánh hoa trắng nõn bay múa vần quanh thân thể, phiển phiển nhiễm máu khiến cho tòa chiến đảo này vô cùng rực rỡ. Vạn hóa thánh quyết lực cũng dung nhập vào trong các loại ánh sáng, cùng Hoa Vương Phi liên tiếp, gã ở trong hư không đạp lên cánh hoa tiến tới, đánh ra một kích mạnh nhất cõi đời của mình. Diệp hàm đã động, cả người biến mất hóa thành viên thái cực hoàng kim đây là thần hình của hắn, trong thiên địa cũng chỉ có mấy người mới có thể tu thành thần hình được. Dùng thần hình thi triển các loại kỳ thuật, pháp lực tăng lên nhanh chóng, hắn bị đạo quan bao phủ, lục đạo luân hồi, cửu bí, vô thủy tàn thuộc điều hiện ra, đối kháng với bí pháp hoàn chỉnh của độc nhân đại đế. Phía dưới mọi người đều ngây ra, không hề tranh đoạt báu vật mà tất cả mọi người đều bị cái trận đại chiến phía trên hấp dẫn. Đây là một kích cuối cùng phương thắng bại của hai người. Đạo quan vô lượng nở rộ, mỗi người đều nhắm hai mắt lại. Ngay cả người đã trảm đạo cũng không phải là ngoại lệ. Không ai có thể thấy rõ được. Loại chiến đấu này quá khủng bố, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chiến đảo dập nát, phiến tiểu thế giới này cũng bị xuyên qua, nhưng không có chút thanh âm nào. Năng lượng khủng bố loạn xạ trong nháy mắt, rồi sau đó rất nhanh nội liễm, toàn bộ tập trung về một điểm. Hai người đã giằng co tới lúc cuối rồi, không có gì phát sinh nữa, không biết ai sống ai chết, vô cùng yêu dị. Đó là một cực điểm, từ đầu tới cuối không ai có thể nhìn thẳng vào. So với Thái Dương thì còn hưng hực hơn trăm lần, hư không xung quanh như hóa thành hát động, hỗn độn mãnh liệt. Như đang khai thiên lập địa, nơi đó băng nát rồi trọng tổ, tuần hoàng vô hạn lập đi lập lại. Giờ khắc này các thế lực khắp nơi đều bị kinh sợ, không ai dám tới gần, chỉ có thể quan sát từ phía xa, tĩnh lặng chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu hào quang dần ảm đạm, dịp hàm toàn thân là máu từng bước đi ra khỏi quang đoàn, lưu lại những dấu chân đầy máu. Trong cực điểm, quan hoa hừng hực, còn có một thân ảnh khác cũng đi ra. Một thân tiên y màu lam phất phới, siêu trần thoát tục, toàn thân không có chút khối lửa, như một vị tiên chân chính vô cùng không linh. Hoa vũ đầy trời bay xuống, trong suốt lóe ra, đáp xuống phiến tiểu thế giới này. Hoa vân phi da thịt trắng như tuyết, tóc đen nhẹ nhàng buông xuống còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Toàn thân của gã từ ánh sáng tạo thành, mỗi một tấc thân thể đều phun ra nút vào tiên huy, lúc này như là trích tiên nhưng lại đột nhiên có nước mắt trào ra, mang theo một tia bi thương, nói Rốt cuộc đã xong rồi, Thái huyền tinh phong đã sinh dưỡng ta, ta không thể khiến nó đạt tới tuyệt đỉnh, bao phủ cả cổ tinh này. Ta, cuối cùng không thể dậy ra được gông cùm giận mệnh mà thân thể của gã đang quang hóa một mảnh quang vũ từ thân thể của gã bay ra thân thể không ngừng ảm đạm gã dừng ở bên cạnh cổ động tiếng nhập khiến tiểu thế giới này đó là nhập khẩu tiến vào tổ mạch sâu nhất của trung châu lực lượng nơi này mới tạm thời không tiêu tan gã ngồi xuống lấy ra một cái chiếc cổ cầm bắt đầu tố nhạc tiếng đàn động lòng người vẽ ra một họa cảnh tuyệt mỹ trong sáng Khắp chiến trường, cả tiểu thế giới này trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía cổ động, nhìn chầm chầm hoa vân phi, từng mảnh từng mảnh quan vũ bay ra khỏi thân thể của gã, khiến thân thể của gã càng lúc càng hư ảo. Nhân sinh thật đáng buồn, không được lựa chọn tương lai. Hết thảy rốt cuộc đã xong rồi, không dậy được, như vậy ta đành theo gió mà đi thôi. Hoa Vân Phi nhẹ nhàng nói, thân thể càng hư ảo, quan vũ không ngừng tán đi. Hoa Vân Phi! Diệp Hàm quá khẽ. Nam nhân này vừa đánh đàn vừa ngẩng đầu nhìn hắn, dùng thần niệm, nói. Nhất mạch độc nhân vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta chỉ là một khí tử, <laughs> thật đáng buồn mà thôi. Cho tới bây giờ đều là ma thể tự thành tựu thường thay, cũng giống như thung thiên ma công thành tựu bất diệt thiên công vậy. Ta không muốn đi trên con đường này Nếu có thể lựa chọn Ta chỉ nguyện làm một cầm đồng chua vẻ Khi ta năm tuổi Bọn họ tìm thấy ta Ta đến đây còn nhớ người kế thừa Mất diệt thiên công của ta Gã cùng tuổi với ta còn rất trẻ Toàn thân phát sáng Ta ta dù nói ra Thái huyền tinh phong cũng không bị người ta gạt bỏ Một vài hình ảnh xuất hiện Trong đầu dịp hàm Hắn thấy được hai đứa bé Cùng một hộ đạo giả thần bí một đứa nhỏ toàn thân phát sáng thoạt nhìn rất trí tuệ mà thần thánh quả thực như con của thần đứa nhỏ còn lại chính là hoa vân phi gã thoạt nhìn nhu nhược đáng yêu so với con gái còn khiến cho người ta thương hoa tiết ngọc hơn ôm một cái cổ cầm không ngừng lùi bước vì sợ hãi một người là ta người còn lại ngươi cũng đoán ra được rồi chứ ở thật lâu trước đây ta đã nói qua ngươi chỉ đoán đúng một nửa đoán được khí tử ta mà thôi Hoa Vân Phi cười cười, thân hình càng lúc càng mơ hồ, thành phiến quang vũ bay đi. Ta rất ít khi giết người tốt, những căn nguyên thu được đa phần là khai quật cổ mộ mà có. Việc đủ giết ngươi và cơ tử nguyệt những người khác nữa, đều chỉ là dân theo mệnh dẫn bài bố, trong bóng tối có một bàn tay vô hình. Nói tới đây, gã nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngươi có thể không? Hoa Vân Phi đang cười, có cả sự cô đơn và không cam lòng, còn có một tia bi thương nhìn về phía xa xa, như xuyên qua tinh không nhìn thấy huyền tinh phong ở nơi xa xôi. Tất cả bí thuật ta học, hắn cũng có. Bất diệt thiên công còn thâm sâu hơn thung thiên ma công. Thực lực của ta càng mạnh thì hắn càng mạnh. Ta... <laughs> chỉ là quân cờ mà thôi. Người hộ đạo của ta cũng là hộ đạo cho hắn. Khi ta còn nhỏ cũng đã bị an bài dù không cam lòng Dù cố gắng thế nào cuối cùng đều là vô nghĩa Đều là vô dụng Diệp Hàm không nói gì Lặng lặng lắng nghe Ánh mắt rất là bình tĩnh nhìn cả Điều nói nhất mạch độc nhân gian dội cổ kim Quả thật không sai Ngay cả các thánh địa cũng là nơi bọn họ cấm rễ Hấp thu chất dinh dưỡng Đây là điều đáng sợ biết bao Cũng như bất diệt thiên công thoát thai thôn thiên ma công vậy Kế thừa trên người đời sau của thánh địa lộ xác xuất thần thai Di Phạm chứng kinh hết thể những điều này vượt xa tưởng tượng của hắn ta chỉ như một con cá đáng thương nhiều năm như vậy mỗi lần đều cố sức nhảy lên <laughs> Buông thoát khỏi dòng sông kia vượt qua hư không mà đi đánh ra một con đường cho chính sinh mệnh của ta nhưng đều bị bàn tay kia kéo lại lần nữa tiếng nhập dòng nước không thay đổi kia thủy chung chỉ phải đi về phía trước mà thôi nếu có thể lựa chọn Ta chỉ nguyện là một cầm đồng trên thái huyền phong Đó là ước mơ suốt đời của ta Hoa vương Phi buồn bã Thân sắc trên mặt vô cùng cô đơn Cuối cùng cười buồn Tiếng đàn quanh quẩn vô cùng thuần mỹ Những phiến hoa vũ trắng nõn bay múa đầy trời vừng quanh thân của gã như đang tiễn đưa gã Gã siêu trần thoát tục như vậy Tiên mảnh quan vũ thoát ly khỏi thân thể của gã Gã dựng ma diệt Sinh mệnh đi tới điểm cuối cùng Thái huyền tinh phong Ta đã thất bại rồi Bại cho vận mệnh Không giải ra được gông xiền Đáng tiếc mà Ta không bao giờ được thấy lại nữa Phụ thân, mẫu thân, sư huynh đệ Ta không còn ở lại Thái huyền được nữa Nhưng phi không có lựa chọn nào khác cả Bồng Thái huyền hưng thịnh Bảo vệ các đệ tử của chúng ta Gã nhìn về phía Thái huyền tinh phong Ở năm vực xa xôi Cuối cùng một mảnh quang vũ bay đi rơi vào trong cổ động tổ mạch, Hoa Vân Phi cũng biến mất. Hoa Vân Phi, một cái tên đầy thi cảnh, cuối cùng hóa thành một mảnh quan vũ theo gió mà tiêu tán. Cuối cùng, một giọt lệ trong suốt từ trên khuôn mặt của gã chảy xuống, rơi vào trong đất khô, nổi lên chút bụi. Sinh mệnh của gã từ nơi này tiêu tan. Những đóa hoa trắng nõn bay lượn, mỗi cánh hoa đều như bị nhiễm máu, mùi thơm ngang ngát, mỗi đóa đều siêu trần thoát tục, khí chất xuất chúng một nam nhân như trích tiên cứ như vậy mà rời khỏi hồng trần. Ở động khẩu chỉ còn lại một cái chiếc tiên cầm. Cầm vẫn thấm ảo dường như vẫn còn lại. Cầm khúc tuyệt đẹp kia như vẫn còn dư âm lượn lờ, như ca như khóc vô cùng bi ai. Mấy sợi dây đàn bị đứt đoạn, cái thương cầm cũng dừng tan ra. Cuối cùng toàn bộ cổ cầm vỡ tung, hóa thành một mảnh tro tàn. Cây cổ cầm này đã làm bạn với Hoa Vân Phi từ lúc còn nhỏ, hiện giờ cũng tan biến theo cái chết của gã cổ cầm có linh hóa quan vũ hóa bụi bặm cùng chủ nhân tuyệt mệnh biến mất trên đời dịp hàm im lặng nhân sinh thật đáng buồn không có lựa chọn cho tương lai đây là vận mệnh của hoa vân phi dịp hàm đứng lặng đi thật lâu thủy chung không động đậy nhân sinh trên đời mỗi người đều có những nỗi đau riêng bất kể gã là ác hay là thiện không thể lựa chọn chỉ có thể tiến về phía trước có lẽ là thiên đường hay là địa ngục thì cũng chỉ hơn kém nhau một bước mà thôi. Hết tập 226 của bộ trưởng Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát